chúng ta khai báo số dư đầu kỳ của các cái công cụ dụng cụ, hay có thể coi là các khoản chi phí trả trước trên tài khoản 242. Các bạn vào khai báo số dư ban đầu công cụ dụng cụ. Ở đây các bạn lưu ý này, tất cả những cái gì không cần các bạn có thể xóa đi. Ok, các bạn kích chuột phải, các bạn chọn xóa đi. Ví dụ ở đây nó lên 3 dòng thì các bạn lưu ý này, cái công cụ dụng cụ này nó phải nằm ở phòng nào, công cụ dụng cụ này nó phải nằm vào phòng nào. Các bạn khai báo cho mình đầy đủ tài khoản nó là đăng tài khoản nào. Đấy. Nhưng mà nếu mà nó là cái tài sản, nó là cái công cụ dụng cụ đang nằm trong kho thì chúng ta khai báo ở bên cái phần vật tư hàng hóa này các bạn nhé. Nó đang nằm trong kho. Còn đây chỉ là cái phần công cụ dụng cụ và chi phí trả trước. Nói đúng nguyên bản là phải cả bao gồm cả chi phí trả trước. Thế ở đây giá trị tồn, đơn giá tồn và số lần phân bổ ở đây là số lần còn lại. Ví dụ như cái công cụ dụng cụ đấy là phân bổ 24 tháng mà chúng ta phân bổ được 8 tháng rồi thì ở đây nó sẽ còn 16 tháng. Ta gõ vào đây còn 16 tháng, ví dụ 16 tháng. Thế thì nó sẽ tự động chia ra là 7 triệu này chia cho 16 tháng này ra số tiền phân bổ. Nhưng có những đơn vị cái số tiền phân bổ này nó lại không phải là số này, mà hàng tháng người ta đã tính ra là phân bổ nó không phải là 437500 mà nó là 430500 để cho nó tròn, chúng ta đánh lại. Sau này phần mềm sẽ chạy tính theo cái giá trị phân bổ hàng tháng này cho các bạn. Chúng tôi không khóa cứng chỗ này, nó có thể tự động chia ra nhưng các bạn có thể gõ lại theo đúng cái mô hình của các bạn đang tính trong quá trình tính. Sau này cái phần tiền dư ra nó sẽ tính tiếp các số lần phân bổ, có thể không phải là 16 lần mà nó có thể phân bổ đến 16, 10, 18 tháng để hết các cái số dư ra cho các bạn. Nhưng về bản chất thì nó phải chia ra là theo đúng tỷ lệ. Còn lại khi các bạn chỉnh sửa thì các bạn sẽ sửa theo cái nhu cầu sử dụng của các bạn. Ở đây cái này thì nó thực tế là các bạn đánh vào ở đây nó tự động chia ra giá, chúng ta không cần. Ví dụ ở đây là còn 8 tháng. Các bạn nhé. Chúng ta ở đây ví dụ như chúng ta là này, chúng ta ví dụ còn 7 tháng. Ở đây các bạn lưu ý là không phải các bạn khai báo ở đây rồi nó tự động nó nhảy sang bên cái phần tài sản này đâu. Mà bên này các bạn phải khai báo tổng cả, ví dụ như ở đây số tiền là 15 triệu 500 nghìn, các bạn vào bên này khai báo. Vì có những đơn vị người ta không theo dõi cái phần công cụ dụng cụ trong phần mềm, thế nên đối với phần mềm nó phải đáp ứng được tất cả các doanh nghiệp. 1 15 500 đúng không? Đấy các bạn đánh vào, có cụ thể như này. Nha các bạn nhé.